Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh tôi channel của mình. Qua rất là nhiều video về Pokemon thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại về cái chủ đề mà rất là nhiều bạn yêu cầu mình, đó là Pokemon TCG chính hãng các bạn. Đó, và cái đây là cái series mới nhất thuộc cái thể phát hành thứ 6 của Sword and Shield ha, mang tên là Chilling Rain, tạm dịch là Triều Đại Băng Giá nha các bạn. Nghe cái tên này là thấy lạnh lẽo rồi đó. Nhưng mà các bạn nhớ những cái video mà mở Pokemon TCG lần trước không? Nhất là cái video đầu tiên mà mở về cái Sword and Shield Battle Style các bạn. Trong video đó mình rất là may mắn luôn. Mình cũng mong cho video này mình cũng may mắn giống vậy ha. Những bạn đang xem video hãy cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh để mình có nhân phẩm để ra được những cái thẻ hiếm cho các bạn nha. Trong cái đợt phát hành của Shield Brand này thì chúng ta sẽ có thêm 200 lá Pokemon TCG mới nữa các bạn, được phát hành ha. Và trong đó sẽ có những thẻ hiếm như thế này các bạn. Đây, thứ tự từ dưới lên nha các bạn. 8 lá mà mình mong muốn có được trong cái video của ngày hôm nay. Và bạn nhìn thấy không, đặc biệt hai con này mình rất là thích luôn đó các bạn. Còn Calyrex Ice Rider và Shadow Rider, băng giá và bóng đêm các bạn. Vì đây là có định dạng Pokemon thành dạng một chú ngựa các bạn, nó giống như cái tuổi của mình ha. Bởi vậy mình rất là thích luôn các bạn. Trước khi đi đến bắt ngày hôm nay thì lần trước mình còn một cái bắt Sword and Shield nè, Darkness Airplay. Có ở bề ngoài các bạn, nó có một cái artwork của Charizard, Gigantamax. Bây giờ mình sẽ mở nó ra luôn nha các bạn. Để coi cái mở hàng của ngày hôm nay có hên không ha. Tiêu đề là Children Grand mà mở Darkness Airplay mới gọi là đỉnh của chớp ha các bạn ha. Và giao ra một con V-Max của Darkness Airplay chắc là cười hoài luôn các bạn. Ok, giúp một quay cốt cho các bạn nha các bạn. Như thường lệ nhé, 1, 2, 3 và 4. Và dự đoán ở đây là hệ nước nào. Mình không có năng khiếu mà dự đoán những cái hệ này của Pokemon TCG các bạn. Dự đoán sai liên tục luôn nha. Nhưng mà mong đây là một lá V-Max. Chúng ta sẽ có coi con tiếp theo là Vunipai, Simise, Topapes, Kalan, Vanillis, con này là Gochita, Nikit, Smash, và lá Reverse Holo là Mimikyu. Con này giả sơ kêu quá ta, đây là một con ma bạn. Và lá sau đây là lá gì đây? Khởi màn mở màn nào, nóng đồ dịch nào. Rồi xong, tạch luôn đó bạn. Lắc Darkness Airplay đã bị tạch rồi nha. Nhưng mà không sao, đó là bắt cũ mà. Ok, để qua đây, chúc nó giveaway chắc là các bạn như thường lệ nha các bạn. Danh qua sự nghiệp của Pokemon TCG từ đầu đến giờ trên kênh Toy Channel các bạn cũng khá khá ha. Ba lá này là những cái lá mà mình yêu quý nhất, cũng giá trị cao nhất luôn các bạn. Đó, có lá của V, V-Max nè, Urshifu V-Max ở Single Strength, lá của V. Đó, và những cái lá mà Holo Rare như thế này rất là nhiều luôn các bạn. Và hôm nay chuẩn bị cả bọc slip đây, mong là sẽ sử dụng đến nó nha các bạn. Sau bắt đầu tiên có artwork của Articuno đúng không các bạn. Ok, để xem nào, cho các bạn cái code trước nào các bạn nè. Các bạn nào chơi TCG online hãy nhanh tống nhanh tay add vào nha các bạn. Và như thường lệ, 1, 2, 3, 4, các bạn đã đăng ký kênh và like video cho mình tăng nhân phẩm chưa? Và dự đoán tiếp tục là hồi nãy là nước, bây giờ lửa đi nào. Lại là điện à. Nhưng không sao, nó cung cấp năng lượng cho chúng ta các bạn. Đến với những con Pokemon đầu tiên nha bạn. Rồi, lá Supporter, Honey, Spiral Energy. Lá năng lượng xoắn ốc, lá này lạ quá ta. Từ đó giờ thì thấy nước, lửa, điện, rồi tâm linh, rồi các thứ mà lần đầu tiên thấy lá này nha. Nói chung là thì về Pokemon TCG thì cũng mới bắt đầu trên kênh Toy Channel thôi, cũng vẫn chưa biết những cái lá này nhiều lắm. Những bạn nào rành thì có thể comment phía dưới video góp ý cho mình biết nha. Tiếp theo chúng ta sẽ có là Rabon Miebo. Con Pokemon này cũng hơi lạ mà hình như mình đã có nó trong cái những cái video mà mở bánh Tony Pokemon đó bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có là Farfetch, Guardian, Smeasel, Tealin, Golett, Diglett và là Reverse Holo Gengar. Con này thì tuy là một con Pokemon ma nhưng mà mình khá thích nó luôn các bạn. Và lá cuối cùng sau đây, khởi màn của ngày hôm nay, cái Darkness Airplay tập thì cái này gỡ lại nào. 1, 2, 3. Wow, Galarian Slowking các bạn, một Galarian ở trong cái đợt phát hành lần này của Chilling Rain nha. Nó đẹp quá các bạn ơi, cho bạn coi cận cảnh nè các bạn. Tuy lá này những cái hiệu ứng holo của nó không rõ ràng nhưng mà các bạn nhìn nè, ở trên cái trán nè các bạn, nó như một cái viên ngọc lấp lánh ha. Và khi mà mình cầm lá bài này trong tay các bạn, nó giống như là được đính rời khỏi lá bài á, chứ không phải nằm trên lá bài đó các bạn. Rất là đẹp luôn nha, các bạn xem kỹ nè các bạn. Cái lá đầu tiên đó mình chết giá nó nào. Wow, cái khởi đầu không phải là tệ các bạn. 5.85 đô ha cho cái lá đầu tiên Radiant Slowking nha các bạn. Dĩ nhiên nó sẽ được vào những cái slip bảo vệ yêu quý của mình. Ok, vô bộ sưu tập nào. Để đây nha các bạn, lá đầu tiên, còn cái đống này luôn cái lá Reverse Holo sẽ giveaway hết cho tất cả các bạn nha. Pokemon mình mong muốn có được lá V-Max trong lần này, Calyrex Ice Rider các bạn. Ok, mở nó ra nào.
và giveaway chiếc code cho các bạn nào mà chơi Pokemon. Ok, đây là code nữa các bạn. Như thường lệ 1, 2, 3 và 4 để dưới đây. Và mình dự đoán nước lửa và bây giờ là hệ lá nào. Tập liên tục các bạn, hệ tâm linh. Nhưng mà mong đây sẽ là một cái bắt thành công nào. Cái con Pokemon đầu tiên, Expedition, Uniform, Melony, Throne of Fishing, Rail, Refish, Gasform, Widow, Snorunt, Kufu, Lola Reverse Holo. Và lá đằng sau này mới quan trọng nữa bạn. Có thể nào mà xài được cái đến những cái slip không? Và nhờ các bạn like nha. 1, 2, 3, let's go! Wow! Glareon's looking! Lúc nãy thì chúng ta có một cái tấm lá vi. Và bây giờ chúng ta có thêm một cái tấm lá holo rare các bạn. Nói chung là có thu hoạch là được rồi nha các bạn. Cái artwork con này cũng đẹp không kém đâu nha. Bây giờ mình sẽ check giá trên mavin.io. Hai bắt liên tục ra những cái con, nói chung là những tấm lẻ bài mà có giá trị á bạn. Oh my god, cái chuyện gì xảy ra đây các bạn? 14.9 đô cho cái tấm holo rare này hả các bạn? Oh, 098 trên 198 các bạn nhìn nè. Đúng rồi nha các bạn, Gradient looking. Wow, chuyện gì xảy ra như thế này, các bạn nào có thể giải thích cho mình được không các bạn? Một tấm holo rare là cao hơn một tấm lá vi luôn à. Wow wow wow, nói chung cao hay không cao thì nó cũng đã thuộc quyền sở hữu của mình. Không biết cái sự nhầm lẫn nào ở đây không nữa. Oh, hai tấm hai bắt các bạn, ra hai tấm giá trị rồi nha. Quá là video của ngày hôm nay thật là may mắn trên con đường thẳng tiến đến 100.000 subscriber nha. Và trong video loa của 100.000 subscriber có thể mình mở 36 booster pack luôn chẳng hạn. Đây, booster pack thứ 3, Montres, một trong 3 con chim huyền thoại các bạn. Ok, bây giờ sẽ giveaway code cho các bạn như thường lệ nha các bạn. Đây, giveaway code cho tất cả các bạn nè. Gọi vô coi nha. Và bây giờ như thường lệ, 1, 2, 3, 4, như đây. Dự đoán là hệ tâm linh đi nào. Đúng rồi các bạn. Dự đoán đúng thì sẽ ra một lá V-Max trắng. Lá đầu tiên nào là Honey, Spiro Energy, Rabomi Ebo, Rock Group. Con chú chó này khá là skill ở dưới tuyết nè các bạn. Mancrip, Rookie, Porygon. Con chim này thì hình như có ấn tượng của mình. Lúc nhỏ mình coi phim hoạt hình, hình cũng đã xuất hiện Pokemon này rồi nè các bạn. Ok, lá này tiếp theo là lá Golet, Reverse Holo, chúng ta có Radiant Surface. Và cái lá sau này, dự đoán đúng hệ tâm linh thì mình sẽ trở thành người chơi hệ tâm linh không? Rồi không, nhặt cái đống này vào, chút nữa chia đôi ra, giveaway cho hai bạn may mắn nhất đang xem video các bạn. Và các bạn có luôn những cái tấm Reverse Holo luôn nha. Bước thứ tư, cái quốc của một con Pokemon mình rất thích săn trong video này, Calyrex, Ice Shadow Rider các bạn, ở dạng đó nha. Ok, mở ra và tiếp vào quay code cho các bạn nè. Ok, nhanh tay nhập vô nha các bạn. Đây, và bây giờ như cái thường lệ thường hay làm, 4 lá đầu nhét vào đây. Và tiếp theo là dự đoán tiếp tục là tâm linh nào. Cái lá đằng sau này là lá Single Strike Run of Beasing, Echo Horn, Raken Conviction, một lá trainer các bạn. Goffing, Galarian, Zamas, Snover, Catform, Reniform, ở dạng giống như tinh thể của hạt mưa vậy các bạn. Ok, lá tiếp theo chúng ta sẽ lá Creel, lá Reverse Holo, Porygon. Cái hệ tiến hóa của con này không biết đẹp không ta, mà cái hệ này thì nhìn thấy giống như một món đồ chơi các bạn. Nhưng mà cái mình quan tâm là lá phía sau là sẽ một lá cực kỳ mắc nhất ở trong series Chilling Rare này luôn đó các bạn. 1, 2, 3. Quá mắc luôn các bạn ơi. Mắc mà đến nỗi mà nó không có một cái giá trị luôn á nha. Vô giá luôn á. Scullybeak. Ok, bắt thứ tư tiếp tục tập để bạn và tiếp tục nhập vào giveaway. Nói gì nói thì cái tấm lá Porygon này có những hiệu ứng Reverse Holo màu lấp lánh metallic bạc các bạn, rất là đẹp luôn nha. Bắt thứ năm, Zapdos. Hình như ở cái series này chỉ có 5 cái artwork của 5 con Pokemon khác nhau thôi các bạn. Ok, giveaway code cho các bạn luôn nha. Đây, và bây giờ 1, 2, 3, 4. Và đã nhìn đây, dự đoán dẹp ra, dẹp cái mặt bằng này để cho cái lá hiếm nhất nào. Nước nào? Lửa à các bạn. Theo chúng ta coi có lá gì nào. Sileo, Hauser, lá China của Crowley các bạn. Swoves, Ledipa, Sobo, Lavesta. Con Pokemon này lạ quá ta. Hình như là Pokemon hệ côn trùng đúng không các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có lá Gastform dạng Caniform. Cái lá này lúc nãy giờ có 2 lần rồi nè. Reverse Holo, wow, so cute. Swillis. Và cái lá sau này có tập không đây? Bắt thứ năm, tập nào? Rồi, tập thiệt luôn các bạn. Volcarona. Và tập rồi nha. Ước gì cái lá này là lá V hay là... Ok,
Ok, nỡ chặng đường, tạch rồi không sao, giveaway nào. Bắt thứ 6, tiếp tục với Zapdos nha bạn. Mong mày sẽ đem lại may mắn cho tao nha Zapdos. Sẽ ra luôn, giveaway cót luôn cho các bạn nè. Rất là mong cái video 100.000 sub để mở ra 36 booster pack. Đây là cót nha các bạn. Ok, 1, 2, 3, 4, nhạc gì đây. Dọn dẹp lại cái mặt bằng nào, dẹp rác đi để đón cái một Pokemon huyền thoại xuất hiện nào. Lửa hâm nóng tình yêu với Pokemon TDG nào. Nãy giờ mấy ông này chơi ác quá, hai cái lá đầu à, để mồi hai cái lá mắt á, còn bốn cái booster pack liên tiếp luôn ra đều là tập đó nha các bạn, thật là chán luôn á. Đừng nói là bắt thứ năm tập luôn nha. Chúng ta sẽ có Throne of the Sky, Agatha, Ravut, Sobo, Hatena, Kufu, Ghastly và tấm cast form ở dạng small wave form, ở dạng này là dạng tuyết các bạn, và reverse holo tấm trainer Peonia. Tấm trainer cũng đẹp quá ta, rất là ấn tượng với lại cái những cái tấm mà reverse holo có màu bạc hay là màu vàng các bạn. Và lá sau này tiếp tục thấy holo thôi, nặng nha các bạn, nặng rồi, như vậy là thấy tạch rồi các bạn ơi, nặng là thấy tạch rồi. Duchio tạch rồi, giveaway thôi, chỉ còn 4 boost sau bắt đây thôi các bạn. Hãy ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký và cái nút like nào. Nãy giờ chắc bạn đã nằm ngủ quên trên chiến thắng rồi đúng không? Cho nên ít like quá cho nên nhân phẩm nó không tăng được các bạn. Bắt thứ 7 rồi nè các bạn. Đừng ngủ quên trên chiến thắng nào các bạn của tôi ơi. Bạn nào chưa đăng ký hãy đăng ký nha các bạn. Rồi còn bạn nào mà giống như dạng như là chưa like, hãy nhấn vào nút like và nói gì đó may mắn đi nào. Ok, giveaway code nha. Và bây giờ 1, 2, 3, 4 dự đoán hệ lá đi nào, hệ lá nào, lá hy vọng nào. Chính xác, yes. Tiếp theo chúng ta sẽ có một lá Stadium, Diana, Chihil, Stini, Osmetry, Scobuni. Chú thỏ này lạ quá ta, con này thì mình chưa bao giờ thấy luôn á. Tiglet, Inkay, cầm quá trời bánh mì và đồ hộp luôn nè. Kufu, con này xuất hiện nhiều rồi. Bone Sweet và lá Cut Form, Brandy Form. Cái hồi nãy giờ xuất hiện nhiều nhưng mà nó xuất hiện trong Reverse Holo màu xanh đó bạn, cũng rất là đẹp luôn. Bạc, vàng và xanh là những lá mà mình thấy đẹp nhất nha. Và cái lá sau này cũng là lá lấp lánh đó. Rồi xong, mở cam luôn các bạn. Slow up nha. Ok, bắt thứ 7 tiếp tục tập rồi các bạn ơi. Chỉ còn 3 cơ hội để ra những cái tấm VMAX nữa thôi. Ôi, làm cách nào để ra tấm VMAX này đi các bạn. Mình mong quá luôn á, không còn cách nào khác nữa. Ước gì mình hát được ha. Đây, cót này nha các bạn. 3, 1, 2, 3, 4. Đây, dự đoán là hệ tâm linh nào. Fighting nha. Fighting. Ok, tiếp theo Fog Crystal, Wacky. Cái này hơi khó đọc cái nha các bạn. La Trainer, Every, Ladybug, Ghastly, Rock Group, Inkay, La Festa, Snorun. Cái tấm Reverse Holo màu xanh. Và tấm sau này là tấm gì đây các bạn? Dự đoán là gì đây các bạn? 1, 2, 3. Yes. Oh my god, cái con mà mình thích nhất trong series này đã xuất hiện cái tấm VMAX rồi các bạn. Ice Rider Calyrex VMAX, HP là 320, Dynamax. Quá đẹp các bạn ơi. Các bạn hãy chiêm ngưỡng cận cảnh cái lá này đi các bạn. Wow. Nhân phẩm là đây các bạn ơi. Làm gì thì làm, trước khi làm thì bỏ vào slip bảo vệ thôi. Phải hung nó vài cái mới được. Và bây giờ chết giá nè. Mà mình không có rành về định giá những tấm này lắm, nhưng mà các bạn nghĩ là bao nhiêu các bạn? Ok, lên myvin.io nè. Cái mã số là 046/198. Rung các bạn ơi, không biết là bao nhiêu đây. Bây giờ là gần 1 giờ sáng rồi nha các bạn. 1, 2, 3. $9 à. Cũng được các bạn, nhưng mà không hiểu tại sao nó thích được lá kia. Nhưng mà ok, cái tấm này mình khá là thích nha các bạn. VMAX Calyrex VMAX. Ok, mong là thêm một cái tấm Shadow Rider luôn là đủ cặp luôn các bạn. Bắt thứ 9 rồi các bạn ơi. Chilling Rain, may mắn không nào. Mở ra hơi bị vụng về, nhưng mà không sao bạn. Càng vụng về thì càng ra một cái lá hiếm. Đây là cót cho các bạn nha. 1, 2, 3, 4. Tiếp tục là fighting nữa nào. Fighting, năng lượng à. Cái lá đằng sau là lá Polygon 2. Ủa,
Cái này là Boreon 1 mà có Boreon 2 ha ta. Con này là hai dạng Pokemon hay là một con Pokemon mà có artwork khác các bạn? Những bạn nào rành về Pokemon TCG này hãy comment phía dưới video cho mình biết nhé. À, đây 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 nó có nè, tiến hóa từ Porygon đó bạn. À, mình không có coi kỹ nha. Ok, cái là tiếp theo Impact Energy, On Symmetry, Gastform dạng Cuneiform. Oh, artwork này khá là đẹp nha các bạn. Radiant, Yamask, Swirlix, Sphere, Stini, Larvitt Hollow. Trong một cái artwork là vẽ tay như thế này. Và lá đằng sau này tiếp tục là Shadow Rider. Rồi, tạch luôn. Tối tối mà không phải là Shadow các bạn. Giveaway thôi. Bắt thứ 10, bắt cuối cùng rồi. Đây, Shadow Rider. Con mà mình mong muốn có một cặp trong đây nữa nè. Mình sẽ săn một cặp ngựa. Bắt cuối cùng rồi nha các bạn. Bạn nào chưa like hãy like nha. Để mình có cơ hội săn được một cặp đó nha. Ok, code đây nha các bạn. 1, 2, 3, 4. Đã nhìn đây. Và dự đoán tiếp tục là fighting nào. Tạch rồi bạn ơi. Mỗi lần tạch là sẽ may mắn nha. Là lần sau Grizzly, Hatem, Fort Crystal, Dizzo, Kufu. Cái lá này bây giờ xuất hiện mấy lần rồi đó. Spet, Scorbunny, Diglett, Simin. Một lá Reverse Holo màu bạc lấp lánh như thế này. Rất là đẹp, rất là thích. Và cái lá đằng sau đây là lá nào? Đây. Vàng rồi, vậy là tập đó các bạn. What? Holo Rare. Cũng được các bạn, là Greedon Holo Rare nha. Nói chung là cái tấm Holo Rare này artwork mình cũng không thích lắm, không thấy đẹp lắm các bạn. 128/198 để chết trên Mavin.io xem nào. Cái lá này thì mình nghĩ chắc có giá bị nhầm lẫn các bạn. Mình nghĩ nó chỉ nằm ở trong khoảng 1.3, nói chung là dưới 2 đô đã lại ha, cho một tấm Greedon như thế này. Cái thu nhập chứ ngày hôm nay chỉ gọi là tạm ổn thôi các bạn, vẫn chưa hài lòng lắm. Chỉ có một lá vi và một lá vi max, kèm nó hai lá holo rare thôi nha. Nói chung 10 booster pack thì có thể gọi đó là một cái bình thường, không thất bại mà cũng không thành công các bạn. Ok, các bạn hãy chiêm ngưỡng lại 4 cái lá được không ngày hôm nay. Isaac Rider, Calyrex V-Max, Galarian Slowking V, Slowking, một lá holo rare và Raiden. Ok, cảm ơn các bạn nãy giờ đã like và đăng ký video cho mình nhé. Chơi vào bộ sưu tập sự nghiệp Pokemon TCG nào. Thật sự với các bạn là sau khi mà được 100.000 sub video unbox nước bạn thì cái này chắc có lẽ nguyên một đống này luôn. Gọi là ăn mừng cột mốc á, mình sẽ tặng một đống này luôn nha các bạn. Mình sẽ không sưu tầm cũng không bán nha. Sau cái video 100 nước bạn sẽ mình sẽ tính tiếp về Pokemon TCG các bạn. Và có lẽ đây là những phần quà giveaway tương lai có thể thuộc sở hữu của các bạn nha các bạn. Bây giờ là chuyên mục giveaway. Cái này gần 100 tấm, mình sẽ chia đôi luôn những tấm Reverse Holo nha các bạn. Đó, cho hai bạn may mắn nhất đang xem video nha. Và những bạn đó phải là những bạn đã đăng ký kênh Toy Channel đó nha các bạn. Và cái cách thức để tham gia giveaway này như sau, các bạn hãy comment phía dưới video con Pokemon mà bạn thích nhất trong 5 con Pokemon ở ngoài bè nha các bạn. Có thể là Zapdos, có thể là Moltres, có thể là Calyrex rồi đồ đó chẳng hạn các bạn. Rất là nhiều luôn nha, những cái Pokemon lúc nãy nha các bạn. Đó, giống như cú pháp trên màn hình nha. Nhớ đừng quên kèm theo ba con số bạn cảm thấy may mắn nhất đó các bạn. Thứ bảy tuần sau mình sẽ đối chiếu theo kết quả sổ số đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh để công bố những bạn trúng giải nha. Và cái giveaway này mình sẽ gửi về tận nhà các bạn theo đường bưu điện hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Đó, và cái lần trước các bạn mà trúng giveaway á, bạn nói với mình là bây giờ bạn là người sưu tập được Pokemon TCG nhiều nhất sớm các bạn. Vì sớm bạn là toàn là chơi cái hàng mà gọi là hàng mà hàng fake á, phát ke các bạn ở trên Shopee thôi nha. Còn đây là những cái hàng chính hãng các bạn. Mình xin kết thúc video này tại đây. Nếu hay thì mình xin một like và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Toy Channel để mình có thể có động lực ra thêm nhiều video như thế này nữa. Đặc biệt sau khi đạt cột mốc 100.000 sub, mình sẽ một có định hướng tương lai phát triển mạnh hơn về những cái Pokemon TCG này nữa nha các bạn. Và xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video thú vị hơn lần sau. Bye bye. Các bạn nào mà chưa đăng ký nhớ bấm vào nút đăng ký nha các bạn để nhanh chóng đạt 100.000 sub nha. Cảm ơn bạn đó nha.